mươi 991, thái phó bi vũ quân tử bọn người nguyên một đám cùng chung mối thù trong nháy mắt hơn ngàn viên lựu đạn bị ném mạnh mà ra lớn như vậy một khu vực cứ thế mà bị lựu đạn nổ ra một mảnh chân không khu vực chẳng những không có phản quân hướng khu vực kia trùng phong thậm chí thì liền trùng phong đại sở tướng sĩ cũng lựa chọn lách qua một khu vực như vậy lực sát thương mạnh khiến người ta tắt lưỡi huynh đệ cái gì là hoa hoa thảo thảo có võ tông cảnh giới hoàng gia hộ vệ không nhịn được nhỏ giọng hỏi thăm một tiếng quân tử trong tay cắn mở móc kéo lại ném ra một trái lựu đạn, hướng về hoàng gia hộ vệ phương hướng lộ ra một cái nụ cười bị ổi, vẫn chưa nói thẳng. Những thứ này hoàng gia hộ vệ đều là nữ hoàng bệ hạ tâm phúc, muốn là nói cho bọn hắn, thật nghĩ chẳng phải là liền nữ hoàng bệ hạ đều có thể biết được. Hắn làm sao có thể sẽ cùng trong hoàng cung hộ vệ nói thẳng, hoa hoa thảo thảo là hoa chút món tiền nhỏ, đi hoa mãn lâu, qua loa. Không có khả năng. Đây không phải là cho thiếu gia trên mặt bôi nhỏ sao? mười mấy tên bảo tiêu cùng tần gia cung phụng đối với cái này không nhắc tới một lời nhưng bỏ mặt lôi tốc độ cùng sức lực lại là một cái sau một cái càng lớn hoa mãn lâu a phi sai đại sở hoàn thành là chỗ tốt cũng không thể bị công hãm hô tuyệt mỹ nữ hoàng nhìn lấy quân tử bọn người phun ra một ngụm trọc khí lại đưa tay bên trong xác thối hoàng thả trở về có thái phó đại nhân bộ hạ lượt trận tình hình chiến đấu ngược lại là xuất hiện có chút chuyển cơ nàng cũng là không cần vội vã lấy cái chết làm rõ ý chí đột nhiên nàng trong đầu linh Quang nhất hiện biến đến hoảng hốt liền quân tử bọn người xuất hiện cái kia thái phó đại nhân đâu sẽ không phải đây hết thảy đều là hắn phân phó a à. các ngươi cái này bọn tạp chủng bản vương hôm nay nhất định phải đưa ngươi chờ rút gân lột da tên kia 72 cấp võ vương gào thét nổ hống lấy cảnh giới của hắn lựu đạn muốn bỗng dưng nổ chết hắn căn bản cũng không có khả năng nhưng dù cho như thế cái kia phá nát mảnh đạn cũng là ở trên người hắn lưu lại không thể xóa nhòa vết máu hắn nghiến răng nghiến lợi muốn rách cả mí mắt, tay cầm một thanh đại đao, lần nữa bay lên không trung mà đến, hướng về tuyệt mỹ nữ hoàng phương hướng, mang theo sát ý vô biên trùng phong. Cái này thằng cờ hó nổ bất tử a, lại cho hắn ăn mấy vòng nhi lựu đạn. Có tầng gia cung phụng nắm tay lôi, liền muốn kéo ra kiếp nổ hướng về 72 cấp võ vương phương hướng vung đi. Quân tử kịp thời đưa tay, lắc đầu. Hắn cho mày, tuy nhiên không có cảm giác được thiếu gia khí tức, nhưng theo hắn đối thiếu gia hiểu rõ. Loại này ngàn cân treo sợi tóc, thiếu gia cũng là thời điểm nên xuất hiện. Ngay tại cái kia 72 cấp võ vương lướt về phía tuyệt mỹ nữ hoàng, tình huống cực kỳ nguy hiểm thời điểm, một đạo mút trời kim quang từ đằng xa nhanh chóng bắn mà đến. Kim quang tại trên tường thành mới hơi hơi dừng lại một lát, Sở Nguyên theo đế tiêu bảo kiếm phía trên nhảy xuống, tay cầm bá vương thương, ánh mắt kiên nghị hộ vệ tại tuyệt mỹ nữ hoàng bên cạnh. Sau đó đạo kim quang kia, tốc độ lần nữa bạo tăng, hướng về 72 cấp võ vương phương hướng bắn tới. Phốc. Ở giữa không trung 72 cấp võ vương, trong nháy mắt bị kim quang xuyên qua, sau đó tại mọi người không coi vào đâu, hắn trên thân thể có kim quang bắt đầu bắn tung tóe, thân thể xuất hiện nguyên một đám lỗ trống, kim quang nổ bắn ra mà ra, lóa mắt vô cùng, sau cùng tại nổ vang một tiếng bên trong, 72 cấp võ vương trực tiếp nổ nát vụn thành một đoàn sương máu. Thái phó đại nhân, là thái phó đại nhân xuất thủ. Thái phó đại nhân chính là võ vương cảnh giới đỉnh cao cường giả, đại sở được cứu rồi. Trong chiến trường, từ võ vương trung thắng nam cho tới phổ thông binh sĩ, tại nhìn thấy tầng lãng hiện thân lúc, đều là không tự chủ trong mắt có sợ hãi lẫn vui mừng hiển hiện. hiện. Rút lui, trong bạn quân năm tên võ vương cảnh giới liếc nhau nhanh chóng rút lui chiến trường hướng phía sau lui nhanh tốc độ cực nhanh như là cực độ hoảng sợ tầng lãng đồng dạng hiển nhiên tại phản quân bên trong đã sớm biết được tầng lãng vị này đỉnh phong võ vương tồn tại nhìn thấy hắn hiện thân không hề nghĩ ngợi liền bắt đầu rút lui thái phó uy vũ đại sở uy vũ bệ hạ uy vũ đại sở quân bột phát ra giống như nước thủy triều kích động âm thanh ủng hộ tại một mảnh kích động tiếng hoang hô bên trong tuyệt mỹ nữ hoàng trên mặt tràn đầy vẻ khẩn trương nàng quả quyết không nghĩ tới, thái phó đại nhân thế mà lại ở thời điểm này hiện thân. Đại sở tướng sĩ tại thay thái phó reo hò, mà nàng lại là sợ hãi thái phó thân thể. Ngay tại hôm qua, thái phó liền tự mình phục dụng nấm tuyết canh hạt sen đều không thể làm đến, còn cần nàng cho ăn. Chỉ thời gian một ngày, liền khỏi hẳn rồi. Cái này căn bản liền không khả năng. Giải thích duy nhất, chỉ có thể là thái phó đại nhân hiện nay tại cưỡng ép ra tay giết địch. Thương thế chưa lành, làm sao có thể đầy đủ chèo chống bực này cường độ chiến đấu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? tuyệt mỹ nữ hoàng quay người nhìn chằm chằm sở nguyên tức giận chất vấn sở nguyên theo bản năng rụt rụt đầu tràn đầy hốt hoảng nói mẹ tuy nhiên ngài phân phó thái giám cung nữ không cho phép tại đông cung truyền bá tin tức nhưng ngài ngàn vạn lần không nên không nên nghĩ đến tại đồ ăn bên trong tăng thêm thuốc gây mê sư phụ hắn người thế nào y thuật thông thần sao lại bị cái này thuốc gây mê chỗ thuốc ngược lại tuyệt mỹ nữ hoàng vặn lông mày ý của ngươi là dược vật kia không có đưa đến hiệu quả sở nguyên vẫn lắc đầu hà nhi vẫn là bị thuốc đổ nhờ có sư phụ kịp thời xuất thủ, xua tan dược hiệu, nếu không, Hài Nhi lúc này sợ là còn mê mang tại đông cung bên trong. Sư phụ hắn phát giác được không thích hợp, cưỡng ép theo tự mình phong bế bên trong thức tỉnh, thám thính đến phản vương công thành, trước tiên chính là mang theo Hài Nhi chạy đến. Mẹ, ngài cũng không phải không biết sư phụ tính tình, biết được ngài tại trên thành tường này, tình huống vạn phần nguy cấp, ngài để sư phụ hắn làm sao có thể đầy đủ an tâm liệu thương. Chương 992, Cổ quốc Võ Vương chỉ cần đối diện không có quá mạnh mẽ địch thủ, liền sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Sở Nguyên nhìn thấy tuyệt mỹ nữ hoàng rộng thùng thình long bào hạ thân thể mềm mại không được run rẩy, liền vội mở miệng an ủi. Cũng không phải là dơ cao kỳ xí, mà chính là sư phụ lúc trước đang đuổi lúc đến, thì có như vậy an ủi qua hắn. Chỉ cần đối diện không có có vài vị cao giai võ vương, liền sẽ không nguy hiểm cho đến tính mạng của hắn. Oanh. Sở Nguyên vừa dứt lời, tại phản quân chỗ sâu, vẫn có ba đạo rộng rãi khí tức bộc phát ra. Ngập trời khí huyết quay cuồng, như là vân vũ giống như bay lên, đem cái kia một khu vực phủ lên thành màu lửa đỏ, liền rễ hà, đều là kém không chỉ một bậc. Hiện thân đương nhiên đó là ba tên cao giai võ vương, hắn thực lực so với trung thắng nam còn muốn càng thêm khủng bố. cái này, cái này sao có thể? vì cái gì võ vương bên kia sẽ có như thế cao thủ. tuyệt mỹ nữ hoàn toàn thân đều đang run sợ, đầy mắt khó có thể tin. trong bản quân sẽ xuất hiện sáu tên sơ giai võ vương, cái này đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. hiện nay, làm sao lại lại hiện thân ba tên cao giai võ vương? bậc này cao giai chiến lực, mỗi một cái đều có thể chủ đạo chiến cuộc biến hóa nếu là võ vương có như thế thực lực hùng hậu, làm sao đến mức một mực ẩn nhịn đến bây giờ. Chính là tiên hoàng tại vị thời kỳ, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đem người phản quân này chèn ép phía dưới. Xa xa không trung, tần lãng đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn qua đối diện hiện thân ba vị cao giai võ vương, nghĩ minh bạch giả hồ đồ nhíu mày hỏi, các ngươi là ai? Võ vương bộ hạ. Ba người tất cả đều cao giai võ vương tu vi, đồng thời về mặt dung mạo, còn có mấy phần tương tự, một dạng thô kịch, lại linh trưởng loại. Eo bàn tròn trịa, thể trạng tráng kiện, quanh thân huyết khí sông thẳng lên trời ba người nhìn thấy tần lãng thứ nhất mắt chính là đầy mắt vẻ oán hận trách không được gia hỏa này có thể đem võ vương nữ nhi mê đến xoay quanh nguyên lai đúng là bực này mặt trắng nhỏ dài đến tuấn lãng thì cũng thôi đi hết lần này tới lần khác thực lực còn so ngay trong bọn họ bất luận một vị nào đều cường đại hơn cái này để bọn hắn ghen ghét không thôi ta chính là cơ bá rít gào chính là cổ hoàng dưới trướng uy vũ tướng quân ta chính là cơ vũ lợi chính là cổ hoàng dưới trướng phiếu kỵ tướng quân ta chính là cơ vô mệnh chính là cổ hoàng dưới trướng chinh nam tả tiên phong ba người tự giới thiệu nhìn chăm chú tần lãng tràn đầy lạnh lùng nói chỉ là võ vương sao xứng chỉ huy chúng ta hắn cũng chỉ có thể lấy ba tòa đại thành chấp tay nhường cho cùng ngô hoàng mới có thể có được ta ba người trợ lực cổ hoàng hạ lệnh bệnh chúng ta đánh giết đại sở cao giai võ vương đại sở đem nghiêng tổ chim bị phá không trứng lành nếu là không muốn không duyên cớ tống tán mạng nhỏ thì ngoan ngoãn rời đi nơi này nếu không có thể thì đừng trách chúng ta huynh đệ ba người lòng dạ độc ác ba người rõ ràng là cổ quốc cường giả đến mục đích này nói trắng ra là thì là hướng về phía tầng lãng tới. Võ vương tính cách đa nghi, vốn là giỏi về ẩn nhẫn người, chú ý cẩn thận. Đồng thời một mực bị đích nữ ở đây phương diện lên án. Hắn biết được đại sở hoàng thất có một lão tổ chưa chết, liền một mực chờ đến trong bóng tối đột phá võ hoàng cảnh giới, mới dám phát động chiến tranh đến tiếp sau khi biết đại sở hoàng thất bên trong ra cái có thể miễu sát thanh vương thái phó đại nhân về sau càng là tại công chiếm hoàng thành trước bí mật cùng cổ hoàng thư tính lui tới mời tới ba vị cao giai võ vương trợ chiến đương nhiên cái này mời cũng không phải không có đại giới đại giới là tại công chiếm đại sở thành lập đại võ hoàng triều về sau lấy giáp giới ba tòa đại thành đưa tặng cùng cổ quốc nếu không cổ hoàng cũng quả quyết không có khả năng làm mua bán lỗ vốn ba vị tướng quân người này là ta hoàng đại họa trong đầu tất trừ chi còn mời ba vị giúp ta chờ một chút sức lực đem kẻ này chém giết trong bạn quân năm tên võ vương cảnh giới nhìn thấy ba vị cao giai võ vương hiện thân về sau liền không lại chạy trốn mục đích của bọn hắn chính là hấp dẫn tần lãng xâm nhập trại địch cái này tại ngay từ đầu liền đã tính xong lúc này tần lãng có ra mạnh đến đâu bị ba vị cao giai võ vương bao vây, lại thêm bọn họ theo bên cạnh phối hợp tác chiến, chính là sườn sinh hai cánh, cũng vô pháp đào thoát. Cơ bá Triết Trào lạnh lùng nhìn lướt qua nói chuyện nam tử, ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Nếu là có thể không cần tốn nhiều sức liền thay cổ hoàng lấy được ba tòa thành trì, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng bây giờ, gặp tầng lãng dáng vẻ, tự hồ cũng không giống là sẽ đầu hàng, huynh đệ ba người liếc nhau, ào ào lấy ra một thanh màu mực đại đao, phía trên có quỷ dị u minh chi khí nở rộ. "Giết!" Ba người trăm miệng một lời gầm thét dồi dào khí huyết tại một cái chớp mắt nở rộ, chói lọi như pháo hoa. Bao phủ kình phong phòng lên ra, bộc phát ra gào thét tiếng vang, phía dưới phương viên mấy ngàn thước phản quân đều là bị thổi người ngã ngựa đổ. Chính là trung thiên chờ sơ giai võ vương, cũng là trong lúc nhất thời chống lại không ngừng bực này mạnh mẽ huyết khí, bị chấn thai hơn trăm mét. Sưu sưu sưu. Ba tên cao giai võ vương, lấy cơ bá rít gào cầm đầu, tay cầm u minh đao máu, hung mãnh lướt đến. Ba người bóng người, vốn là cực độ tương tự, ở giữa không trung cấp tốc lui được, càng là như là ba đạo huyễn ảnh, bỗng nhiên chồng lên, bỗng nhiên phân tán, khiến người ta hoa mắt. Tần Lãng không lùi mà tiến tới, tay cầm đế tiêu bảo kiếm, tinh chuẩn khống chế sức mạnh, sau đó một kiếm vung ra, mắt trong mang theo có chút kiên kỵ, sợ một kiếm trực tiếp đem ba người cho dây. Chương 993, khí vận chi tử đường càng chạy càng rộng. Nàng một chưởng vỗ bay mấy tên võ tông phản quân, cấp tốc lao đi. Mà phía sau muốn tiến đến trợ giúp hoàng gia hộ vệ thì là có lòng không đủ lực. Bọn họ bản thân thực lực thì không đủ quét ngang, lại thêm phản quân bên trong cũng có võ tông cảnh giới, căn bản cũng không có biện pháp vượt qua số lượng đông đảo phản quân, trong lúc nhất thời, thế mà không tiến ngược lại thụt lùi, bị buộc bắt đầu tới gần cổng thành phương hướng. Mở cửa thành, trùng phong. Giết. Cho trẫm giết sạch bọn này nghịch tặc. Tuyệt mỹ nữ hoàng ở trên tường thành, tức giận quát lớn, thân thể mềm mại run rẩy đồng dạng run rẩy. Dù là có trung thắng nam tiến đến trợ giúp, cũng chỉ có thể ngăn cản một vị võ vương cảnh giới. Trơ mắt nhìn lấy thái phó đại nhân ở phía xa bị bảy tên võ vương vây quét, nàng tim như bị đau cắt đã không lo được cái gì đại cục làm trọng, chỉ muốn đem bọn này phản quân hết thảy giết đầu người cút cút. Mở cửa thành. Cẩn tuân bệ hạ mệnh lệnh. Trùng phong. Các nơi thủ thành đại tướng đang nghe khí huyết lôi cuốn nữ hoàng thanh âm về sau, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở cửa thành ra, hướng về ngoài thành phản quân trùng sát mà đi. Bọn họ không ngốc, cũng không phải là ngu trung, mà chính là biết hiện tại là tình huống như thế nào. Nếu là thái phó đại nhân chiến tử, đối diện mấy vị võ vương cảnh giới cùng nhau làm khó dễ, đại sở nguy rồi lúc này không chỉ có là tiến đến trợ giúp thái phó đại nhân càng là một cái phản công cơ hội thật tốt nơi xa võ vương cảnh giới loạn chiến tại phản quân chỗ sâu mỗi một lần va chạm cái kia hủy thiên diệt địa sóng xung kích đều sẽ đem một mảnh phản quân giảo sát phản quân lúc này quân trận đại loạn đúng là bọn họ phản công kích cơ hội thật tốt ầm ầm ngoài hoàng thành vây từng tòa cổng thành mở rộng đến hàng vạn mà tính người khoác áo giáp tay cầm trường mâu đại sở tướng sĩ con người tinh hồng muốn trách cả mí mắt hướng về ngoại vi phản quân trùng sát mà đi thành tường bên ngoài cấp tốc hóa thành máu tanh núi thay biển máu không ngừng mà cùng đại sở tướng sĩ cùng phản quân đẫm máu thi thể bị dẫm đạp nhiệt huyết sông lên đầu lẫn nhau trùng sát phản quân làm sao cũng không nghĩ tới đại sở tướng sĩ thế mà lại ở thời điểm này trực tiếp ra khỏi thành quyết chiến trong lúc nhất thời bị đánh liên tục bại lui đúng là để thành tường bên ngoài mấy ngàn thước phạm vi bị đại sở tướng sĩ chiếm đoạt lĩnh bệ hạ bất giận ngài bất giận a ngài hiện tại là đại sở tướng sĩ trụ cột tinh thần nếu là ngã xuống các tướng sĩ tín ngưỡng sẽ sụp đổ nữ quan ở bên cạnh sợ hãi đỡ lấy tuyệt mỹ nữ hoàng ôn nhu trấn an nghịch tặc võ vương lại dám lấy tổ tông cơ nghiệp cùng cổ hoàng cấu kết cái này nghịch tặc tội cái kia lăng trì tuyệt mỹ nữ hoàng ung dung hoa quý gương mặt phía trên tràn đầy vẻ thống khổ nàng làm sao cũng không nghĩ tới thái phó đại nhân hiện thân về sau thế mà lại trúng như thế quỷ kế lại bị cổ quốc ba tên cao giai võ vương vây quét cục diện như vậy vốn là cử tử nhất sinh lại thêm lúc trước thái phó đại nhân vì nàng lấy thuốc thân chịu trọng thương như thế nào còn có thể ngăn cản các ngươi nhanh đi trợ giúp thái phó đại nhân nhanh đi a à. tuyệt mỹ nữ hoàng nghĩ đến cái gì nhanh chóng nhìn về phía quân tử bọn người tức giận thúc giục quân tử nháy mắt ra dấu nhất thời có hơn 20 người tần gia cung phụng vọt phía dưới thành tường liền xông ra ngoài hướng về phản quân phương hướng bắt đầu sát phạt nữ hoàng bệ hạ chúng ta cẩn tuân thiếu gia phân phó không được rời đi bệ hạ ngài tả hữu lúc này đã là cực hạn của chúng ta nếu là lại có nhiều người hơn rời đi nữ hoàng bệ hạ tả hữu chúng ta chính là chết cũng không dám đảm đương hậu quả như vậy thiếu gia đã nói trước chúng ta hàng đầu mục đích chính là bảo hộ nữ hoàng bệ hạ ngài. Thiếu gia liên tục cường điệu, cho dù là hắn chiến tử, chúng ta cũng không thể tự ý rời vị trí. Quân tử tràn đầy thống khổ cúi đầu, những nghiến răng nghiến lợi, một đôi nắm đấm nắm sắt gấp, dường như cực độ phẫn quốc. Các ngươi, tuyệt mỹ nữ hoàng ở ngực một trận chập trùng, nhìn lên trước mặt không chịu thối lui quân tử bọn người, hận không thể đem bọn hắn kéo ra ngoài ngọ môn trảm thủ. Mẹ, ngài cũng đừng bức bách bọn họ, những người này đều là sư phụ tâm phúc, đối sư phụ phân phó nói gì nghe nấy, tại sư phụ trong lòng, mẹ an toàn của ngài mới là trọng yếu nhất. Nếu là ngài ra bất kỳ sai lầm, sư phụ hắn cho dù yên ổn trở về, cũng vô pháp tiêu tan. Sở Nguyên cúi đầu, tại thay quân tử bọn người giải vây, non nớt trên khuôn mặt, bộ mặt bắp thịt đều xoắn xuýt đến cùng một chỗ. Siết chặt bá vương thương miệng hổ, càng là có tơ máu chảy ra, liền móng tay khảm vào lòng bàn tay, đều không hề hay biết. Oanh. Nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trên tường thành tuyệt mỹ nữ hoàng bọn người, nhanh chóng tìm theo tiếng nhìn qua. Chỉ thấy chói mắt kim quang, tại giao chiến chỗ bay ngược mà ra, chui này tản ra kim quang đế tiêu bảo kiếm càng là như là đã mất đi phương hướng đồng dạng trên không trung không ngừng mà xoay chuyển cùng tầng lãng hướng về phương hướng khác nhau bắn ngược mà ra đông lại là một tiếng vang thật lớn tầng lãng trùng kích vị trí bộc phát ra ngập trời cho bụi tại chỗ có đại lượng phản quân thi thể như là nước mưa nhỏ xuống mặt trống giống như bắn tung tóe đến giữa không trung bạch. bạch 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 bảy tên võ vương sáu tên phía trước một tên theo sát phía sau hướng về khói bụi bốc lên ra cuốn giết tới muốn đánh chó mù đường sư phụ sở nguyên một tiếng bạo a à, trong tay bá vương thương ông ông rung động một chân phóng ra thật cao thành tường hướng về nơi xa điên cùng cực nhanh tiến tới mà đi hắn võ linh đỉnh phong tu vi cũng chính là bốn nghìn điểm thể chất tại tam chuyển thiên long quyết vận chuyển phía dưới trong nháy mắt tăng lên tới sáu nghìn điểm thể chất có thể so với cấp sáu mươi võ tông cái này còn chưa kết thúc tại cực nhanh tiến tới quá trình bên trong sở nguyên bá vương thương quét ngang liên miên phản quân bị giảo sát thành thịt nát hắn khí tức trên thân càng là tại từng đoạn từng đoạn kéo lên sáu mươi lăm cấp võ tông cấp 66 võ tông. 70 cấp đỉnh phong võ tông, nửa bước võ vương cảnh. Sở Nguyên cắn răng một cái, hai chân đạp chỗ, khóe miệng một nguồn máu tươi phun ra mà ra. Lại là sinh sinh ngạnh xông nhập cấp 71 võ vương cảnh giới, ngắn mũi đằng không mà lên, hướng về tầng lãng phương hướng, bạo vút đi. Hắn con người có máu và nước mắt lăn ra, lo lắng hô hoán, sư phụ, ngài chống đỡ a. Hài nhi cái này đến trợ ngài. Chương 994, đại sở lão tổ chiến tử. Hắn vốn là võ vương dưới trướng đắc lực chiến tướng, vốn nên thuận thế đem đại sở thái phó chém giết. Có thể bởi vì cái kia huyết khí quả thực, quả thực làm cho người trong mà thèm, nhất là tại nhìn thấy cao giai võ vương bạo phát mạnh mẽ chiến lực về sau, càng là hướng tới không thôi. Thế mà lúc này tình huống này, rất hiển nhiên tần lãng ở thế yếu. Có thể hay không tại sáu vị võ vương liên thủ giảo sát phía dưới sống sót đều là một cái vấn đề rất lớn, lúc này hắn nếu là lại chặn ngang một chân, quả thực càng thêm ác liệt. Hai mặt gián điệp hắn, trong lúc nhất thời thế mà tiếng cũng không đúng, thối cũng không xong. Đột nhiên, biết về cách đó không xa bá vương thương vung vẫy, liên miên liên miên giảo sát võ vương đại quân sở nguyên nhất thời hai mắt tỏa sáng hét lớn một tiếng tặc tử dám can đảm lấn quân ta bên trong không người bản vương liền tới chém chết tươi ngươi hắn giận quát một tiếng huyết khí phóng lên tận trời thay đổi phương hướng nhanh chóng hướng về sở nguyên phương hướng phóng đi nắm trong tay lấy phương thiên hỏa kích ở không trung vung vẩy quấy lớn như vậy trên chiến trường huyết khí càng hỗn loạn bá đạo lại ngang ngược quét về phía sở nguyên phương hướng muốn đem đánh bay ra ngoài được rồi mở cùng tầng lãng ở giữa khoảng cách sở nguyên hai mắt đỏ như máu trong tay bá vương thương ông ông tác hưởng phát ra nổ đùng thanh âm thể nội khí huyết bắt đầu mãnh liệt dồi dào sau đó bắn ra rót vào bá vương thương phía trên làm đến hắn trước kia màu sắc đen nhánh biến thành màu đen đỏ tản ra yêu giả quan mang hắn hai chân đạp chỗ mượn lực về phía trước trùng phong bá vương thương sau khóa tại cánh tay chỗ sau đó đột nhiên đâm ra huyết khí lăn lộn phản đồ ta muốn ngươi chết ken phương thiên họa kích cùng bá vương thương va chạm làm cho cái kia một khu vực trong nháy mắt bị trống rỗng dồi dào khí huyết bắn ra liền đến chung quanh mặt đất cũng bắt đầu nhấc lên cẩn trọng cho bụi Tại cự lực phía dưới, Trung Thiên nắm phương thiên hỏa kích miệng hổ cùng rung động, có tơ máu tràn ra. Hắn mắt lộ hoảng sợ, bị cự lực ép liên tiếp lui về phía sau, trong con mắt tràn đầy kinh hãi. Thực lực thật là khủng khiếp, đại sở thái tử làm sao có thể sẽ có khủng bố như thế tu vi. Tại đoạn thời gian trước, gia hỏa này bất quá là một cái ba cấp khí huyết võ giả đều không đạt được phế vật, làm sao lại đột nhiên tăng lên kinh người như vậy? Trung Thiên đang lùi lại đồng thời, trong đầu suy nghĩ muôn vàng, đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, hai mắt tỏa sáng. Là. Tất nhiên như thế tất nhiên là thái phó lúc trước cho cái phế vật này thái tử phục dụng rất nhiều tinh lực quả thực mới có thể để hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh đến nước này đã sở nguyên có thể tăng lên khủng bố như thế hắn vì sao không thể đáng chết trung thiên quay đầu nhìn thoáng qua bị vây đánh tần lãng hận không thể xông đi lên cùng kề vai chiến đấu có thể nghĩ đến chủ công lúc trước căng dặn hắn chỉ có thể còn tiếp tục giấu ở trại địch bên trong phản đồ cút ngay cho ta sở nguyên huy động bá vương thương toàn thân đẫm máu hắn tuổi nho nhỏ chung quanh gần trăm mét lại là không một phản quân có thể tới gần hắn thực lực tại tam chuyển thiên long quyết bạo phát xuống có thể sau võ vương cảnh giới lại thêm bá vương thương gia trì chính là trung thiên cũng không dám đối cứng hắn phong mang mèo lớn tù thiên trưởng sở nguyên một tiếng gầm thét ngay sau đó một trưởng vỗ ra một bàn tay cực kỳ lớn từ giữa không trung hướng về trung thiên hung hăng rơi xuống còn không đợi trung thiên kịp phản ứng lại là dẫn theo bá vương thương nhanh chóng mà tới hắn khí huyết sôi trào đến mức cực hạn trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là đuổi đi cứu viện sư phụ rầm 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 trung thiên hoảng hốt né tránh trước kia ở vào vị trí bị oanh ra một cái phương viên mấy chục mét to lớn hố tròn số lớn võ vương đại quân chết thảm tại sở nguyên bạo phát xuống tình cảnh này trung động thật sâu cách đó không xa võ tiên nhi nàng đôi mắt đẹp trừng trừng ở ngực một trận chập trùng nhìn qua đại phát thần uy sở nguyên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin đây là cái kia bị nàng từ hôn phế vật thái tử sao làm sao không có thể bột phát ra thực lực kinh khủng như thế chính là nàng hiện tại cũng tuyệt không phải sở nguyên địch như thế tuổi nhỏ liền có như thế tu vi, sau này như thế nào dừng bước tại võ vương cảnh giới. Chính là nàng, lúc này cũng bắt đầu hoài nghi lên chính mình lúc trước từ hôn tiến hành, có phải hay không làm có chút quá quá mức. Lúc trước coi như muốn hủy hôn, cũng cần phải tâm bình khí hòa một số. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, võ tiên nhi lại bị một trận nổ vang hấp dẫn ánh mắt. Nàng quay đầu nhìn về cách đó không xa nhìn qua, chỉ thấy cái hướng kia, sáu tên võ vương ở giữa không trung liên thủ vây giết tầng lãng. Tiếng oanh minh, bên tai không dứt, không trung huyết khí va chạm mạnh, như là đốt pháo bông chói lọi. Tại sáu người vây quét phía dưới, Tần Lãng toàn thân đẫm máu, thỉnh thoảng nghiêng người, làm cho Võ Tiên Nghi liếc về cái kia kiên nghị lại tái nhật khuôn mặt, không khỏi tâm lý co lại. Sở Nguyên có thể có thành tựu như thế này, nhất định là Tần Lãng ở sau lưng nỗ lực phụng hiến gây nên. Nàng tại Tần Lãng hiện thân một sát, chính là phát hiện hắn sắc mặt không đúng, có bị thương dấu hiệu. Bây giờ mà lấy Tần Lãng yêu nghiệt tu vi, cũng khó có thể tại nhiều như vậy võ vương giáp công sống sót. Vì sao? Vì sao Tần Lãng muốn như vậy chiếu cố Sở Nguyên cái phế vật này thái tử? nếu là đem những cái kia cung cấp sở nguyên tăng lên thiên tài địa bảo, để mà tự thân khôi phục thực lực, như thế nào rơi vào bây giờ như vậy thê thảm xuống tràn. Nàng bức thiết muốn mở miệng thay tầng lãng cầu tình, thế nhưng là nhìn qua cơ bá rít gào cái kia ba tên của quốc võ vương, lại là có lòng không đủ lực. ầm ầm Xa xa chân trời, có tiếng oanh minh bạo phát, ngay sau đó ngập trời huyết khí, như là vân vụ đồng dạng, và thiên tế nhật hướng về cái phương hướng này nghiền ép mà đến. Ở giữa không trung, võ vương huyết khí ùng ùng kéo đến, huyết vân áp thành thành muốn phá vỡ ở tại trong tay, dẫn theo một cổ thi thể, đương nhiên đó là vị kia gầy trơ xương đại sở lão tổ. Lúc này đã khí tuyệt, chết không thể chết lại. Chương 995, Nữ Hoàng Đường Cùng Vị này đương nhiệm đại sở nữ hoàng, đã từng đại sở người đứng đầu, quả nhiên là Mỹ danh truyền xa. Không biết bao nhiêu con nhà giàu, vương công đại thần chi tử, năm lần bảy lượt hướng hắn đề thân, đều bị từng cái cự tuyệt. Đến tiếp sau nữ hoàng vinh đăng ngai vàng về sau, ý nghĩ này càng là không người nào dám dâng lên. Nhưng hôm nay, hắn võ hoàng lại có thể ôm đến Mỹ nhân về đồng thời, không phải tại khẩn cầu nữ hoàng đáp ứng, mà chính là cho hắn một cái sống sót cơ hội. Thức thời một chút, nữ hoàng sau này còn có thể tại đại sở hoàng cung hô phong hoáng vũ. Nếu là không thức thời, hắn tự nhiên không nỡ giết vị này liền cổ hoàng đều mơ ước đại sở nữ hoàng, đem bỏ vào trong túi, trở thành phụng dưỡng hắn cơ thiết, hạn chế hắn tự do là được. Bệ hạ. Nữ quan sợ hãi mở miệng nhắc nhở. Tuyệt mỹ nữ hoàng đứng ở trên đầu tường, nhìn qua cái kia liên tục bại lui đại sở tướng sĩ, cùng dục huyết phấn chiến chung thắng nam cùng sở nguyên nhất là cường điệu nhìn chằm chằm bị sáu tên võ vương tiểu trừ thái phó đại nhân toàn thân đều đang run sợ lớn nhất hút người nhãn cầu chính là trước ngực nàng càng nổi bật nguy nga cao ngất to lớn dồi dào lòng dạ đầu hàng hiện nay tình huống nàng như thế nào đầu hàng nếu là dừng tay như vậy đem đại sở ngai vàng chấp tay nhường ra nàng sau này chẳng phải là thành phản vương nô lệ vậy còn không bằng trực tiếp giết nàng nhưng nếu là không đầu hàng trung thắng nam sở nguyên còn có nàng thái phó đại nhân toàn bộ đều sẽ bởi vì nàng mà chết bao quát hơn 40 vạn đại sở tướng sĩ, cùng trong hoàn thành bách tính. Tình cảnh lưỡng nan, làm cho tuyệt mỹ nữ hoàng căn bản là không có cách lựa chọn, loại nào, đều không phải là nàng có thể tiếp nhận kết cục. Nếu như có thể, nàng thật hy vọng Thái Phó Đại Nhân không muốn chạy đến. Nếu là Thái Phó Đại Nhân cùng Nguyên Nhi có thể thoát thân, nàng dĩ tử tuẩn quốc, ngược lại là tới thoải mái, không có nỗi lo về sau. Mẹ, không thể hàng A. À. Phản quân bên trong, sở nguyên huyết khí lang lộn, muốn rách cả mí mắt, trần trụi bên ngoài da thịt, từng tất từng tất nứt, có tơ máu bắt đầu tràn ra tu vi, càng là bắt đầu liên tục tăng lên. 72 cấp võ vương 73 cấp võ vương 74 cấp võ vương 75 cấp võ vương Tam chuyển thiên long quyết các để tam chuyển thúc dưới tóc, sở nguyên 4.000 điểm thể chất, cứ thế mà bị tăng phúc đến hơn 1 vạn 3.000 điểm, có thể so với 75 cấp võ vương. Một cái bá vương thương quét ngang, lại là lấy cậy mạnh, bất ngờ đem trung thiên đánh bay ra ngàn mét có hơn. Sau đó sở nguyên hóa thành đao phủ, bắt đầu điên cùng đồ sát chung quanh vô cùng vô tận phản quân cách đó không xa trung thắng nam đồng dạng gào thét lên tiếng lấy mạng đổi mạng hồn nhiên không để ý đại giới tại cùng tên kia tay cầm búa lớn 74 cấp võ vương bắt đầu liều mạng gian ngoan không rõ võ vương ở giữa không trung nhìn thấy càng dũng mãnh trung thắng nam cùng sở nguyên nhất thời cho mày đưa tay hướng về sở nguyên phương hướng nghiền ép mà đi một cái to lớn huyết khí tay cầm như núi lớn nện xuống liền rảnh rỗi ở giữa cũng bắt đầu chấn động muốn vỡ vụn đồng dạng tại to lớn bàn tay chung quanh giấy lên liệt diễm mang theo vô biên uy áp muốn một chưởng đem sở nguyên đập thành mảnh vỡ Thái tử Điện Hạ Điện Hạ Nguyên Nhi Trên chiến trường, tê tâm liệt phế tiếng trống, vang tận mây xanh. Tuyệt mỹ nữ hoàng đứng ở trên tường thành bóng hình xinh đẹp, lung lay sắp đổ, mắt thấy to lớn bàn tay sẽ phải đem sở nguyên đập nát thành thịt muội. Ngay tại lúc này, đã sớm biết rõ đại sở lão tổ sẽ chết tầng lãng, hóa thành một đạo huyễn ảnh, hướng về sở nguyên phương hướng đánh tới, lấy khí huyết chi lực đem lôi cuốn, sau đó lại phóng tới trung thắng nam, dẫn theo phía sau cái cổ, hướng về thành tường chỗ cấp tốc tiến đến. ầm ầm, huyết khí tay cầm đánh ra mặt đất, liền đến tại phía xa mấy ngàn thước có hơn thành tường, đều đang run sợ. Như là tên lửa rửa sạch đồng dạng, tại nguyên chỗ lưu lại một chỉ đường kính vài trăm mét hố lớn. Thái phó, ngươi không sao chứ? Tuyệt mỹ nữ hoàng nhìn thấy Sở Nguyên trở về, tràn đầy khẩn trương nhìn chằm chằm Tần Lãng. Tránh đi Sở Nguyên, tiến lên một bước, nắm chặt Tần Lãng nhúm máu quần áo, thân thể mềm mại dừng không ngừng run rẩy. Nàng muốn áp lực trong lòng tình cảm, nhưng lại là khống chế không nổi tiến lên, trước mặt của mọi người, ôm lấy Tần Lãng phong yêu. Nữ quan thấy thế, dường như quên đi lúc này tuyệt cảnh, đôi mắt trừng lớn, bưng kính cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ông vào đi. Nữ hoàng bệ hạ thế mà ôm vào đi. Giờ này khắc này, chính là bị phản vương giết chết, nàng cũng có thể nhắm mắt. Lưng hổ phong yêu đường lan chân, tốt một cái phong thần ngọc lãng thái phó đại nhân A. Võ vương thanh âm, như là theo cửu U Chi địa truyền ra, đầy mắt ghen ghét nhìn chầm chầm tầng lãng. Nhất là nhìn thấy từ trước đến nay đối nam tử không giả lấy màu sắc tuyệt mỹ nữ hoàng, đúng là trước mặt của mọi người ôm đi lên, càng là đố kỵ không thôi, hận không thể đem rút gân lột da. Đã không biết tốt xấu, vậy liền đều đi chết đi. Võ Vương trong mắt tràn đầy ghen ghét, giống như là bị đội nón xanh, vẫn là ở trước mặt người ngoài trước mang cái chủng loại kia. Tràn đầy oán hận trực tiếp đưa tay, võ hoàng cảnh giới huyết khí, cẩn trọng như mây mù, và thiên tế nhật ngưng tụ, hủy thiên diệt địa đồng dạng. Cơ bá khiếu chờ sáu vị võ vương, cũng là lăng không mà đến, như là đói khát tùng lâm mảnh hổ, dương nanh múa vuốt, mượn nhờ võ vương uy áp, muốn leo lên cổng thành quét ngang tầng lãng một đoàn người. Nhất hoàng lục vương, giống như đại sở ác mộng trong nháy mắt đem tất cả đại sở tướng sĩ bao phủ sứ đến bọn hắn căn bản cũng không dám ngẩng đầu nhìn hướng nữ hoàng phương hướng tần lãng ngươi đi đi mau mang theo nguyên nhi đi xa xa tuyệt mỹ nữ hoàng kinh hoảng đẩy cướp lấy tần lãng muốn để hắn rời xa nơi đây thế mà tần lãng chẳng những không có rời đi hắn trong tay nắm chặt đế tiêu bảo kiếm càng là phát ra nổ đùng thanh âm đang kịch liệt run rẩy hắn trên thân thể đồng dạng có huyết khí bắt đầu hiện lên xông thẳng lên trời hắn nồng độ, so với lúc trước, tăng mạnh mấy lần có thừa, có thể so với võ hoàng cảnh giới. Chương 996, giết võ vương như đồ gà làm thịt chó. Võ vương cảnh giới khí huyết, hóa thành một mảnh mưa máu, ào ào rơi xuống. 74 cấp võ vương, chết. Thật là khủng khiếp lực sát thương, kiếm này quả nhiên khủng bố tuyệt luân. Tại cao giai võ vương phía dưới, có thể nói là tuyệt không đối thủ. Chỉ tiếc, ta huynh đệ ba người, đồng bào cùng một mẹ, thuở nhỏ cùng nhau tu luyện, vô luận là tu vi, vẫn là tâm cảnh, đều cực kỳ tương tự, tại ta tam huynh đệ trước mặt ngươi vị này hữu danh vô thực võ hoàn cảnh giới nhưng không cách nào lại tiếp tục quát tháo tiểu tử khí chất mãnh liệt như sói một bầu nhiệt huyết vỗ ngực thân cơ bá khiếu chẳng những không sợ ngược lại chiến ý dân trào lạnh hừ một tiếng sau người cơ võ lợi cùng cơ vô mệnh thuận thế tiếp cận ba thanh u minh huyết đao hội tụ tại một chỗ trong khoảnh khắc bắt đầu dung hợp hóa thành một thanh ngập trời cự nhận tại tam huynh đệ trước người hiển hiện này huynh đệ ba người cho dù là tại cổ quốc cũng là tuyệt đối cao thủ không chỉ có địa vị cao thượng là cổ quốc dị tính vương, càng là nắm giữ độc môn sát chiêu. Huynh đệ ba người hợp lực, có thể cùng nửa bước võ hoàng nhất chiến, chính là võ hoàng cảnh giới, cũng vô pháp tùy tiện trảm giết huynh đệ bọn họ ba người. Đây cũng là vì cái gì, huynh đệ ba người tại võ vương trước mặt đều dám như thế vô lễ lực lượng. Ngập trời cự nhận, quanh thân bạo phát hắc ám lại quỷ dị u minh khí tức bao phủ thiên địa. Cổ khí tức này cực kỳ tà ác, nếu là Luli ở đây, biết một chút liền có thể nhận ra, cái này u minh khí tức cùng sáu tay dị ma vương dị ma khí, thế mà có dị khúc đồng công hiệu quả chỉ là ở một mức độ nào đó, cái này U Minh khí tức so với dị ma khí muốn mềm yếu yếu rất nhiều, giống như là phiên bản đơn giản hóa bản. Nhưng dù cho như thế, U Minh khí tức cũng tuyệt không phải người thường đủ khả năng ngăn cản. U Minh khí tức bạo phát trong nháy mắt, ở phía dưới trên chiến trường, vô luận là phản quân, vẫn là đại sở tướng sĩ, đang bị này khí tức ăn mòn một cái chớp mắt, bộ mặt nhanh chóng biến đến cháy đen, gương mặt tử tướng, liền đến huyết nhục đều là bắt đầu từng tất từng tất ăn mòn. Tần Lãng gương mặt ngưng trọng, tâm lý lại là không để bụng. Cái gì U Minh khí tức không phải liền là phiên bản đơn giản hóa dị ma khí nha. Làm khí vận chi tử sở nguyên đến tiếp sau sắp gặp phải trung cấp tiểu bốt, cổ quốc cổ hoàng tự nhiên là cùng dị ma tộc có cấu kết. Hắn thủ hạ võ vương, nắm giữ bực này lây dính phiên bản đơn giản hóa dị ma khí vũ khí, cũng không phải rất khiến người ngoài ý. Hắn cách không một nắm, tay cầm đế tiêu bảo kiếm, giữa không trung thân thể, lần nữa đột nhiên tăng tốc, hung mạnh hướng lấy U Minh cự nhận phương hướng mạnh mẽ đâm tới. U Minh khí tức trung chuyển, đao mang sáng chói. Tại mọi người không coi vào đâu, tầng lãng liền như là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, hướng về cái kia ngập trời cự nhận hướng đụng tới. Oanh! Không khí đại bạo tạc, dồi dào huyết khí nổ tung, kim quang cùng u minh cự nhận hóa thành vô số phong nhận, bắn ngược mà ra, hàng trăm hàng ngàn phản quân, tại cái này cổ phong nhận bao phủ dưới, tại chỗ bị cắt chém thành thịt nát, mùi máu tươi trong nháy mắt nồng nặc mấy phần. Tại sao có thể như vậy? Huynh đệ chúng ta ba người, làm sao có thể sẽ bại? Liền xem như đột phá võ hoàng cảnh giới, cũng không có khả năng tùy tiện chém giết ta huynh đệ ba người. Cơ bá khiếu lăng không, thô kệch trên khuôn mặt tràn đầy khó có thể tin tự lẩm bẩm bành 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 ngay sau đó di ngôn rơi xuống huynh đệ ba người thân thể đúng là ở giữa không trung bị kim quan tràn ngập sau đó từng cái nổ tung thành sương máu không tốt trốn còn lại ba tên võ vương thấy thế biết rõ không phải địch thủ liền đến ba vị này của quốc võ vương đều vẫn lạc ba người bọn họ xông về phía trước nữa cái kia chính là tự tìm đường chết thế mà tần lãng lại làm sao có thể sẽ cho bọn hắn sống sót cơ hội đế tiêu bảo kiếm một trận kích lui hóa thành lưu quang, giống như quái con đồ đao trong tay đồng dạng, phốc phốc hai tiếng quán xuyên hai tên sơ giai võ vương, tại chỗ chém giết. Chỉ còn lại có một tên hoảng hốt chạy bừa trung thiên, tại trở về chạy trốn. Tần Lãng nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền dời ánh mắt, cùng chạy tới võ hoàng, cách không bốn mắt nhìn nhau. TT. Cái này đại sở thái phó đại nhân, sao đến kinh cũng như vậy? Liền giết năm tên, không, còn có lúc trước tên kia võ vương, cũng là bị hắn chém giết, sáu tên võ vương đều chết tại hắn trong tay, nếu là võ hoàng bệ hạ còn chưa đột phá, sợ là lúc này, thì muốn bởi vì vị này thái phó một người thay đổi chiến cục phía sau của quân phản loạn một tên thân mặt màu đen áo giáp nam tử đầy mắt khó có thể tin đại tướng quân vị này đại sở thái phó thiên tư dù cho người có thể có bực này tu vi là thật không phải rất khiến người ngoài ý nếu là hắn nguyện ý đầu nhập ta đại võ sau này chính là liền đến cổ quốc cũng là không sợ chỉ tiếc đại sở hoàng thất vị kia ti tiện nữ hoàng thế mà lấy thân thể đi câu dẫn vị này thái phó đại nhân võ tiên nhi tiếng nói rất là trầm trọng, đối bên cạnh vị này liền võ tông cảnh giới đều không có đạt tới đại tướng quân, rất là tôn kính. Tại đại võ trong quân đội, vị này đại tướng quân danh vọng cực cao, chính là mấy vị võ vương, cũng phải nghe theo hắn phân phó. Là đại võ chân chính nhân vật số 2, tay cầm quyền hành. Tại vị này đại tướng quân trước mặt, võ tiên nhi nói đều là lời trong lòng, cực kỳ cảm khái, cùng phẫn quốc. Võ hoàng vừa rồi chém giết đại sở lão tổ, hắn thực lực chính là tại mới lên cấp võ hoàng bên trong, cũng coi là kiệt xuất, cho dù vị này thái phó lại thế nào mạnh mẽ, cũng là cưỡng ép tăng lên thực lực, sợ là đến đón lấy cùng võ hoàng nhất chiến, có lòng không đủ lực. Đại tướng quân mang trên mặt thổn thức chi sắc, hướng về hốt khoảng trốn về trung thiên, khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó liền dời ánh mắt, tiếp tục nhìn chầm chầm trên chiến trường hoàng đối hoàng hai vị trí cường giả. Chương 997, cho võ vương khen thưởng. Tuyệt mỹ nữ hoàng lấy lại tinh thần, cũng là một mặt khẩn trương nhìn chầm chầm khí tức vẻ bãi sở nguyên. Mẹ, đây là sư phụ truyền thụ cho hài nhi công pháp dẫn đến, lúc trước tăng lên cảnh giới quá mức hung mảnh, đã siêu việt hài nhi cực hạn, lúc này phản vệ căn bản cũng không có biện pháp tiếp nhận. Phốt. Nói, sở nguyên lại là phun ra một nguồn máu đen, khí tức càng yếu đuối. Tam chuyển thiên long quyết để tam chuyển, cứ thế mà đem sở nguyên theo võ linh đỉnh phong tu vi, tăng lên tới có thể so với 75 cấp võ vương cảnh giới. Tăng lên to lớn, làm cho người tắt lưỡi, việc sau đối thân thể tổn thương, cũng là không gì sánh kịp. Lấy sở nguyên hiện câu tại thân thể tố chất, căn bản cũng không có biện pháp tiếp nhận, khí tức quẻ quải liền đến toàn bộ thân thể gầy ốm, đều là tại rung lẫy bảy hắn tràn đầy thống khổ nhìn qua nơi xa không trung bắt đầu cùng võ hoàng va chạm sư phụ cảm nhận được cái kia từng trận mãnh liệt mà đến dồi dào huyết khí trên mặt có nước mắt trượt xuống không cam lòng khóc lóc kể lễ lên tiếng hài nhi không cam tâm hài nhi không cam tâm cứ như vậy chết đi vì cái gì vì cái gì hài nhi cho đến chết cũng không có đến giúp sư phụ bận biệu vì cái gì vì cái gì hài nhi chỉ sẽ liên lụy sư phụ để sư phụ một khắc đều không có hưởng thụ được hài nhi hiếu kính mẹ hài nhi thật xin lỗi ngài càng thật xin lỗi sư phụ sư phụ hắn ban đầu tu vi trên thực tế liền võ vương cảnh giới đều không có đạt tới mỗi lần xuất thủ sử dụng bí pháp tăng lên đều sẽ làm cho thân thể lưu lại tổn thương lúc trước chém giết thanh vương lần kia chỉ sợ cũng đã bệnh căng không dứt sau đó lại là lần lượt để thân thể càng tàn phá hiện nay càng là nghịch thiên tăng lên tới võ hoàng cảnh giới sư phụ thân thể của hắn căn bản cũng không đủ để chèo chống sau đó phản vệ đại sở là hài nhi tổ tông cơ nghiệp đến sau cùng lại là phải dựa vào sư phụ hắn đến thủ hộ mẹ hài nhi hài nhi thật xin lỗi sư phụ a à qua một tiếng. Sở Nguyên trong miệng, lần nữa có miệng lớn máu tươi phun ra, hắn trạng thái như huyết vượng đồng dạng, bắt đầu ngưng kết, ho ra lại là vết máu. Ngự y, ngự y ở đâu? Tuyệt mỹ nữ hoàng hoảng sợ lớn tiếng hô hoán, nhất thời có cổng cái hồng thuốc ngự y, hốt hoảng mà đến, quỳ ngồi dưới đất, vội vàng thay thái tử Sở Nguyên băng bó vết thương. Ầm ầm. Xa xa chân trời, lại truyền tới như là hủy thiên diệt địa tiếng vang, trên cửa thành tuyệt mỹ nữ hoàng bọn người, căn bản cũng không có dư thừa tâm tư đi xem chừng thái tử Sở Nguyên mà chính là ào ào đưa ánh mắt về phía nơi xa cùng võ hoàng liều mạng cùng một chỗ thái phó đại nhân đầy trời kim quang sáng chói cùng võ hoàng cái kia dồi dào huyết khí không gián đoạn va chạm như thủy triều bao phủ cùng phong từng cơn sóng liên tiếp mãnh liệt ra tại hai vị này võ hoàng cảnh giới dưới chân mỗi một lần va chạm dư âm đều sẽ cuốn đi hàng trăm hàng ngàn tên phản quân tánh mạng đồng thời võ hoàng cảnh giới tốc độ di chuyển cực nhanh chỉ xích thiên nhai căn bản không phải những phản quân này đủ khả năng tránh né chỉ ngắn ngủi không đến nửa khắc đồng hồ công phu có mấy ngàn người chết tại hai vị võ hoàng giao thủ dư âm bên trong. Đồng thời, cái số này còn đang không ngừng gia tăng lấy. Ngươi không phải cưỡng ép tăng lên thực lực, ngươi là đang cố ý áp chế tu vi, ngươi là cao giai võ hoàng. Xa xa chân trời, võ vương tại mấy lần cùng tầng lãng trong đụng chạm, dần dần ý thức được không thích hợp. Mặc kệ hắn như thế nào sát phạt, đối phương đều có thể thành thạo, thậm chí ngay cả một đạo khe, hắn cũng không có ở tầng lãng trên thân lưu lại. Đừng nhìn hắn trên thân dính nhuộm đầy vết máu, như cùng một cái huyết nhân đồng dạng. Nhưng võ vương lại là biết, tần lãng trên thân tăng thêm sương máu vậy cũng là máu của hắn a à. gia hỏa này tựa như là nam châm đồng dạng không ngừng mà hấp thu hắn tràn lan huyết khí dáng phụ tại thân thể trên mặt quần áo làm cho tự thân tình huống xem ra càng dọa người kỳ thực căn bản cũng không có thủ đến bất kỳ thương tổn chúc mừng ngươi đoán đúng đồng thời có khen thưởng tần lãng đã ngưng tụ ra tài linh trường vực ngăn cách hết thảy âm thanh lan truyền tự nhiên cũng là không lo lắng võ vương lời nói sẽ bị ngoại nhân nghe thấy võ vương nghẹn họng nhìn trân trối lời này của ngươi là có ý gì, ngươi đến cùng là cảnh giới gì, như thế nào khen thưởng. Hắn cảm giác mình giống như là bị người đùa bỡn. Ý tứ chính là, ta đích xác đang áp chế tu vi, ngươi đoán rất lợi hại chuẩn xác, ta phải cho ngươi một cái khen thưởng, khen thưởng ngươi đi chết. Tần lãng xùy cười một tiếng, quanh thân huyết khí đại bạo tạc, làm cho cái này một mảnh phương viên 500 m tà linh trường vực, đều triệt để bị huyết khí chỗ tràn ngập, giống như một viên to lớn huyết cầu. Chợt, tà linh trường vực triệt hồi, kinh khủng huyết khí đạt được phóng thích, trực tiếp tại chỗ đại bạo tạc. Rầm 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 một vòng tiếp lấy một vòng huyết khí nổ tung, làm cho phương viên mấy ngàn thước bên trong trực tiếp bị ngập trời huyết khí bao trùm, giống như một mảnh sương máu thế giới đồng dạng. Tại cái này kinh khủng huyết khí bao phủ khu vực biên giới, tới gần phản quân phương hướng, võ vương thân thể ngược lại bắn ra ngoài. Hắn thân thể ở giữa không trung, chia ra làm bảy, biến thành thất tiết khúc vụn. Mà một bên khác, toàn thân dính đầy sương máu, như là huyết nhân đồng dạng tầng lãng, cũng theo sương máu khu vực, chật vật bay ra, khí tức quẻ oải, giống như người sắp chết. Chương 998, Cứu viện đại quân ta 80 vạn, viễn siêu đại sở, trận chiến này tất thắng. Chém giết đại sở tặc tử người, thưởng hoàng kim vạn lượng, phong dị tính vương. Đại tướng quân cao giọng, trọng rãi khí huyết, cuốn sạch lấy thanh âm, tại lớn như vậy trên chiến trường phiêu tán. Tướng sĩ có thể bối rối, quận chúa có thể thất thố, nhưng thân là đại tướng quân hắn, tại lúc này cũng đã là đại quân duy nhất thống soái, tuyệt đối không thể dao động. Nếu không binh bại như núi đổ, đại võ chắc chắn diệt vong. Thừa dịp bây giờ đại sở thái phó đã thân chịu trọng thương, hoàn toàn lực tái chiến, chỉ cần đem chém giết liền là đối phương còn có một vị võ vương cũng không đủ gây sợ đại tướng quân vẻ mặt nghiêm túc ngắn ngủi sau khi tự hỏi đạt được một cái kết luận trận chiến này còn có thể tiếp tục đánh ỷ vào tướng sĩ số lượng đại võ một phương còn có ưu thế thật lớn thậm chí lúc này thế cục này đối với hắn mà nói càng thêm có chỗ tốt võ vương con gái tuổi nhỏ võ tiên nhi tuy nói phát triển dù sao vẫn chưa tham dự triều đình sự tình sau này cũng vô pháp độc trưởng đại quyền lấy thân phận địa vị của hắn có thể thuận lý thành chương thành vì tương lai đại võ hoàng triều hậu trường người thao túng vừa nghĩ đến đây đại tướng quân tâm huyết mênh mông lên chém giết tặc tử nghe đại tướng quân mệnh lệnh trùng phong giết đại sở thái phó thay võ vương báo thù có trọng thưởng tất có dũng phu nghe được đại tướng quân treo giải thưởng sương đánh cà tím giống như phản quân như cùng ăn tây địa hắn không phải giống như trong nháy mắt biến đến vừa cứng lại mạnh ngao ngao thét lên mãnh liệt đám người một mảnh đen kịch hướng về tầng lãng rơi xuống phương hướng điên cùng lui tuôn tình cảnh này rơi ở cửa thành phía trên tuyệt mỹ nữ hoàng trong mắt, tim như bị đau cắt. Nàng tức giận gào thét, chúng tướng sĩ nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, trợ giúp thái phó đại nhân, ta muốn hắn còn sống. Giết! Quân tử xung phong đi đầu, dường như quên đi thiếu gia dặn dò, theo trên tường thành nhảy xuống, hướng về tầng lãng phương hướng nhanh chóng đuổi theo mà đi. Mấy tên tầng gia cung phụng theo ở phía sau, đuổi theo ra một khoảng cách, gương mặt buồn bực, nhỏ giọng thầm nói, quân ca, thiếu gia hắn cần phải. Không có sao chứ. tầng gia cung phụng tâm lý nổi lên nói thầm, cái này võ vương thực lực so với cái kia băng nguyên lan tộc cùng gô binh vương giả kém không biết bao nhiêu liền cái kia hai cái chủng tộc vương giả đều không có để thiếu gia tổn thất một sợi lông võ vương lại làm sao có thể đem thiếu gia tổn thương thành tình trạng như thế này bọn họ hiện tại không cần phải nghe theo thiếu gia lúc trước phân phó tiếp tục chờ đợi tại nữ hoàng bệ hạ bên người sao nói cái gì mê sản thiếu gia đều trọng tổn thương thành tình trạng như thế này quân tử tức giận trừng mắt liếc cung phụng một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng thật là lời gì cũng dám ra bên ngoài nói đi ra ngoài bên ngoài không biết mang não tử a tâm lý biết thì biết nhưng loại chuyện này đến giấu ở đáy lòng hắn cũng muốn tiếp tục chờ đợi tại trên tường thành nhưng bây giờ tình huống này muốn là còn bình yên vô sự thủ ở nơi đó còn phù hợp thiếu gia bọn họ dưới trướng thân phận sao sự tình quan thiếu gia sinh tử bọn họ nhất định phải vùi đầu vào tâm tình bên trong ngay cả mình cũng sẽ không lừa gạt làm sao lừa gạt người khác oanh quân tử một trưởng vỗ bay mười mấy tên phản quân muốn trách cả mí mắt nhìn qua tầng lãng rơi xuống phương hướng tức giận gào thét thiếu gia chờ ta ta cái này tới cứu ngài. Hắn thuận tay túm lấy hai tên phản quân trong tay đại thảm đao, tả hữu các một thanh, hóa thân tắm huyết chiến thần, theo cổng thành đông lộ một mực bổ về phía cổng thành tây đường. Bên cạnh tầng gia cung phụng, cũng là theo chân đại khai sát giới. Chỉ là ngẩng đầu nhìn như là phù du giống như trên không trung tung bay thiếu gia, tâm lý càng hoang mang. Thiếu gia cái này rơi tốc độ, không phù hợp trọng lực tăng tốc độ A. Thái phó đại nhân. Trung thắng nam rít lên một tiếng, đánh gãy tầng gia cung phụng đám người hồ nghi, thân hình hóa thành một đạo hồng quang, trên không trung không ngừng mà lui được, vượt qua một đám tiếp lấy một đám phản quân, thẳng đến tầng lãng phương hướng mà đi. Nàng thân là võ vương, tốc độ siêu phàm, tuyệt không phải người thường có thể so bì, khoảng cách tầng lãng, càng ngày càng gần. Hỏng bét. Cái này trung thắng nam chính là 74 cấp võ vương, là hiện nay tối cường giả, không người có thể ngăn cản nàng. Nếu là bị hắn đem đại sở thái phó cứu đi, hậu quả khó mà lường được. Còn mời trung tiên phong nhanh chóng tiến về, chém giết đại sở thái phó. Đại võ quân cao tầng bên trong, vô số tướng lãnh muốn trách cả mí mắt, mắt thấy đại sở thái phó sắp được cứu đi đều là đem ánh mắt tụ tập đến trung thiên trên thân nơi đây chỉ còn lại có trung thiên một vị võ vương chỉ có thể dựa vào hắn cùng trung thắng nam đối kháng chậm đại tướng quân đưa kiểm tay đã tính trước ngăn trở muốn tiến về trung thiên chương 999, trăm ngự y lão phu hành y mấy chục năm chưa bao giờ thấy qua như thế mạch tượng hắn nghĩ tới trung thiên cái này duy nhất võ vương công cao lớn chủ đến tiếp sau có thể sẽ náo động nhưng vậy cũng là tại tầm xuống hoàn thành chuyện sau đó hắn có cái này tự tin cũng có năng lực có thể khống chế lại trung thiên cái này duy nhất võ vương chỉ là vì sao trung thiên sẽ hiện tại ra tay giết hắn đại võ mấy chục vạn tướng sĩ đem về triệt để quần long vô thủ mất đi lực ngưng tụ trung thiên nhìn qua chung quanh tướng lãnh tụ tập tới ánh mắt cùng võ tiên nhi nhìn hầm hầm cười ha ha giọng mỉa mai nói thật xin lỗi lần này ta muốn làm cái đối đại sở hữu dụng người tốt trước kia hắn còn nghĩ đến hai đầu phùng nguyên có thể liền võ vương đều bị tần lãng chém giết đồng thời cục diện đã triệt để hướng về thái phó diễn thử phương hướng phát triển đây hết thảy liền phản phất có một bàn tay lớn ở sau lưng thao túng tất cả mọi người đều tại một tấm giày đặt lưới lớn dưới bị thao túng lấy nếu là lại nhìn không ra cái nào mới là hậu trường người đánh cờ vậy hắn quả thực có thể chính mình đi tìm sợi dây treo chết rồi mặc kệ là huyết khí quả thực dụ hoặc vẫn là càng mạnh một phương áp bách trung thiên đều chỉ có thể lựa chọn tầng lãng phốc phốc đại kích nhất chuyển lắc một cái đại tướng quân thể nội cơ quan nội tạng triệt để bị vỡ nát trung thiên một tay cầm đại kích một tay níu lấy đại tướng quân thi thể Đạp một cái y ngựa thân hình đằng không mà lên tại trên bầu trời hắn cao giọng hét lớn võ vương đã chết đại tướng quân đã chết các ngươi nghịch tặc còn không mau mau vứt xuống binh khí thần phục ta đại sở nữ hoàng ta chính là đại sở thái phó bộ hạ tiềm tàng trong bản quân nhiều ngày hôm nay chủ công trảm giết võ hoàng các ngươi chớ có sai lầm dồi dào khí huyết cuốn sạch lấy hắn rộng rãi thanh âm tại lớn như vậy trên chiến trường khắp ra trước mặt mọi người nhiều tướng sĩ ào ào tìm theo tiếng nhìn qua lúc trung thiên thuận thế một chưởng hướng về dưới thân vỗ tới bành bành bành. Từng người từng người đại võ cao tầng tướng lãnh, nhất thời ở giữa bị dồi dào khí huyết nghiền thành từng đoàn từng đoàn thịt nát, sau đó bỗng dưng nổ tung, xương máu tràn ngập ra. Nghịch tặc, trung thiên, ngươi lại dám phản bội đại võ, ngươi đáng chết a! À. Dứt tên phản đồ này! Võ vương chết! Đại tướng quân cũng đã chết, còn sót lại hai tên võ vương, toàn bộ đều là đại sở nhân sĩ, ta đều không có phần thắng rồi, các tướng lĩnh đều bị trảm thủ. Đào mệnh đi, lại tiếp tục đánh xuống, chúng ta đều phải chết. Phản quân bên trong có khí huyết ngang dương muốn đi tìm trung thiên báo thù có tâm trí không kiên định bắt đầu lùi bước có vốn cũng không nguyện ý thay võ vương bán mạng càng là nhanh chóng lùi lại chỉ một thoáng trên chiến trường cục diện bắt đầu biến đến lăng lộn loạn cả lên quần long vô thủ chính là tám vạn đại quân lại như thế nào trong bạn quân đốc chiến cùng lùi lại giúp làm một đoàn mưa máu bay tứ tung phía sau trùng phong đại sở tướng sĩ càng là đuổi đánh tới cùng đánh chó mù đường toàn bộ cục diện triệt để xoay chuyển hướng về đại sở phương hướng nghiêng về một phía ở giữa không trung tiếp vào tầng lãng trung thắng nam tại trở về rút lui trên đường liếc qua trung thiên phương hướng trong mắt tràn đầy khốn vẻ nghi hoặc ngay sau đó lại liếc mắt nhìn trong ngực bị vết máu dính đầy tuấn giật khuôn mặt thái phó đại nhân tâm lý từ từ có suy đoán nàng đem trong đầu kinh ngạc hết thảy văn ra ngoài không còn lưu lại tốc độ bạo tăng hướng về chỗ cửa thành cấp tốc tiến đến vừa vừa đến đầu tường liền nhanh chóng đem tầng lãng bình ổn an trí tại thạch gạch phía trên tràn đầy thống khổ nói bệ hạ thái phó đại nhân hắn khí tức yếu ớt mạch đập khuấy động lên nằm sợ là muốn không được tuyệt mỹ nữ hoàng rộng lớn long bào bày vẫy mặt đất phù phù một tiếng cả người lên tiếng ngồi chồng hỗn tại tầng lãng trước mặt vương tay nhẹ vỗ về cái kia tràn đầy vết máu gương mặt nước mắt rơi như mưa ngự y nhanh nhanh cứu thái phó đại nhân tóc hoa râm ngự y đang giúp sở nguyên châm cứu muốn lấy ngựa chết làm ngựa sống lúc này lại nghe được nữ hoàng bệ hạ kêu gọi nhất thời ngẩng đầu tả hữu chuyển động do dự lên một bên là thái tử một bên là đại sở địa vị cao thượng thái phó hắn thì một nho nhỏ ngự y khó có thể lựa chọn đi nhanh đi cứu sư phụ ta sở nguyên thống khổ khó khăn mở miệng ấp a ấp úng trong miệng có bọt máu bắn tung tóe cánh tay muốn nâng lên lại là làm sao cũng làm không được hắn lúc này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ trước cứu sư phụ đây là hắn hiện tại duy nhất có thể thế sư cha làm ngự y nặc một tiếng vội vàng vứt bỏ thái tử lao tới tầng lãng bên cạnh giúp hắn bắt mạch đăng 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 dê ai đi yêu dê yêu tóc trắng phơ ngự y theo bắt mạch xâm nhập vẫn chưa cho mày mà chính là cái cầm từ lúc mới bắt đầu vương về trước, từ từ tần suất tăng tốc, biên độ tăng cường, có quy luật hướng về phía trước dò xét cái đầu, cả người đều là theo chân đánh tới không hiểu nhịp. Ngươi đây là đang làm cái gì? Tuyệt mỹ nữ hoàng giận tím mặt, trong mắt đẹp tràn đầy nộ khí. Ngự y toàn thân giật mình, sợ hãi buông tay ra chưởng, quỳ rạp trên đất, trung lẫy bẫy nói, bệ hạ, lão thần hành y mấy chục năm, chưa bao giờ ngộ qua như thế cổ quái mạch tượng. Liền phản phất thái phó đại nhân thể nội, huyết khí khoái động, sẽ phải đem mạch lạc xông phá đồng dạng, lão thần. Lão thần bất lực, tội đáng chết vạn lần a. Chương 1000, tự đề cử mình. Nhưng tại Thái phó đại nhân trước mặt, lần lượt tuyệt cảnh nghịch chuyển, làm cho nàng vui lòng phục tùng, cam nguyện cúi đầu. Nếu là có thể một mạng đổi một mạng, nàng trung thắng nam, vạn phần tình nguyện dùng mạng của mình, đổi về Thái phó đại nhân có thể sống lại. Bệ hạ, trước không cần vội vã bi thương, thiếu gia nhà ta hắn còn chưa tắt thở, có lẽ còn có sống sót chuyển cơ a. Toàn thân đẫm máu, tay cầm hai thanh đại khảm đao quân tử, Rốt cục tại lúc này chạy về, hắn đưa trong tay hai thanh chặt tới quyển nhận đại đao cho ném ra thành tường, dùng đầy máu hư hai tay tại trên quần áo xoa xoa vết máu, nuốt nước miếng một cái, thấm giọng khô ráo cổ họng, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng nói, thiếu gia hắn còn có sống sót cơ hội. Coi là thật, có biện pháp gì có thể làm cho thái phó sống lại. Bất luận cái gì đại giới, chỉ cần thái phó có thể sống sót, ta đều nguyện ý nỗ lực. Tuyệt mỹ nữ hoàng ngẩng đầu, đầy mắt chấn kinh, cùng nháy mắt kinh hỉ. Chỉ cần có một đường sinh cơ, nàng đều tuyệt không buông tha. Quân tử hướng trong ngực sờ lên, tại chạm đến ngàn năm thiên sơn tuyết liên cánh sen lúc trong lòng nhất thời an ổn chợt lại rút tay về trưởng vẫn chưa lấy ra liên hoa cánh hoa mà chính là tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng nói thiếu gia nhà ta đã từng nói cái kia ngàn năm thiên sơn tuyết liên có hoạt tử nhân nhục bạch cốt công hiệu là cực kỳ hiếm thấy thánh dược chữa thương chỉ cần người còn có một hơi liền có thể có cơ hội đem cứu sống đúng ngàn năm thiên sơn tuyết liên hoàn toàn chính xác có này kỳ hiệu trẫm làm sao đem cái này đem quên đi trung thống lĩnh trẫm mệnh ngươi nhanh chóng tiến về dị tộc tìm kiếm cái này thiên sơn tuyết liên hạ lạc tuyệt mỹ nữ hoàng ngẩng đầu nhìn về phía trung thắng nam lạnh như băng hạ lệnh đại sở trong nước trước mắt cũng chỉ có trung thắng nam có thực lực này cùng tốc độ có thể đi dị tộc mau chóng ngắt lấy tới này chờ thánh dược chữa thương nàng không có lựa chọn nếu như có thể nàng cũng muốn tự mình thay thái phó đại nhân đi tìm đến bảo dược chỉ là có lòng không đủ lực việc này liên quan đến thái phó tánh mạng bệ hạ trung thống lĩnh tuy nhiên là cao quý võ vương tuy nhiên lại không biết tuyết này liên chỗ ở nơi nào a à. huống chi tuyết này liên trân quý bực nào cũng không biết dị tộc chi địa còn có hay không mặt khác một gốc. Cho dù là có, chờ trung thống lĩnh đến một lần một lần, thiếu gia nhà ta cũng chờ không nổi tuyết liên cứu chữa. Quân tử đưa tay ngăn cản chuẩn bị lao tới dị tộc trung thắng nam, đầy mắt vẻ thống khổ, cũng không có quá nhiều khóc lóc kể lễ, tiếp tục thẳng vào chủ đề giải thích nói. Thiếu gia đợi ta, như là huynh đệ, ta lúc trước nghe văn thiếu gia nói qua, cái này thiên sơn tuyết liên dược hiệu cực mạnh, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng bị hoàn toàn tiêu hóa, chắc hẳn dùng qua thiên sơn tuyết liên người, thể nội tất nhiên còn có dược hiệu lưu lại, nếu là có thể phát huy cái này lưu lại dược hiệu, nói không chừng có thể làm cho thiếu gia sống chuyển tới. Người dùng máu trong cơ thể có dược hiệu lưu lại, nếu là có thể nấu chính huyết dịch, tất nhiên có thể đưa đến tác dụng. Quân tử cũng không có đem lời nói quá rõ không ràng, tại gấp trở về trên đường, sớm đã có đoán. Dù sao có ngự y ở chỗ này, nói đến đây, tương đương với cho đề mục, lại cho giải đề mạch suy nghĩ, còn lại đáp án, phải nhờ vào nữ hoàng bệ hạ chính mình đi giải đáp đi ra. Tuy nói thiếu gia lúc trước phân phó, cũng không phải là như vậy nhưng quân tử cũng không phải bảo thủ không chịu thay đổi tính cách, cái kia biến báo thời điểm, vậy thì phải biến báo. Người A. Có áp lực mới có thể tiến bộ, liếc qua bên cạnh ho ra vết máu sở nguyên, quân tử lòng còn sợ hãi, sau lưng hàng khí ứa ra. Liền sở nguyên đều trang thành bộ này thê thảm bộ dáng tại đánh trợ công. Nếu là hắn lòng này bụng, muốn là lại không thể cho thiếu gia mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ, cái kia tâm phúc vị trí, liền muốn khoảng cách bị sở nguyên cướp đi không xa á. Lấy huyết dịch nấu chín, làm thật có thể phát huy tuyết liên lưu lại dược hiệu tuyệt mỹ nữ hoàng vội vàng nhìn về phía ngự y tâm lý cơ hồ đang nghe loại khả năng này tiếp theo một cái chớp mắt cũng đã làm ra quyết định cao tuổi ngự y nuốt nước miếng một cái lắc đầu nhìn thấy nữ hoàng ánh mắt không đúng lại nhanh chóng gật đầu bệ hạ người này nói tuyệt đối không phải nói hoa ngược lại là thật có việc này chỉ là dược hiệu kia dung nhập người dùng thể nội thẩm thấu nhập toàn thân khí huyết bên trong cho dù là lấy máu chế biến cũng khó có thể chế biến ra khả quan phân lượng phân lượng nhất đại ngược lại là sẽ nguy hiểm cho đến lấy máu người tánh mạng trừ phi trừ phi phục dụng thiên sơn tuyết liên người có thể cùng thái phó đại nhân thủy nhũ tương dung tâm thần giao hội nói không chừng không là có cực lớn khả năng có thể phát huy lưu lại tuyết liên dược hiệu bên cạnh nữ quan nghe nói như thế rút ra đến trọng yếu yếu tố trên trán một đám ngốc lông nhanh chóng dọc theo vĩnh lên a à, vĩnh lên trong đôi mắt càng là có ánh sáng thoáng hiện nàng vốn cho rằng chính mình đâm chiêu suy nghĩ triệt để tiêu tan nhân sinh lại không truy cầu ai có thể nghĩ đến sơn cùng thủy tận nghi không đường liệu ám hoa minh hữu nhất thôn sự tình không chỉ có xuất hiện chuyển cơ thậm chí ngay cả nữ hoàng bệ hạ đều muốn bàn giao đi ra sao cái này thật là quá mỹ diệu á nữ quan nuốt nước miếng một cái kích động nhìn chằm chằm tuyệt mỹ nữ hoàng trên trán một đám ngốc lông rung lên ba dốc hết ra trung thắng nam càng là hùng tráng cơ ngực lớn rung lên ba lần phóng khoáng lớn tiếng thuộc hạ dùng qua thiên sơn tuyết liên vẫn là hai lần thái phó đại nhân cứu được thuộc hạ hai về lần này làm từ thuộc hạ vì thái phó đại nhân nỗ lực bệ hạ cứu thái phó đại nhân việc này việc quan hệ khẩn yếu thuộc hạ không thể đổ cho người khác để thuộc hạ đến đi